mình là Trâm, mình vừa mới phỏng vấn về luôn đó. Mình phỏng vấn 8 giờ sáng nay á, có visa rồi. Quê mình là ở Lâm Đồng. Mình biết Tân Đại Dương á là do một cái bạn đó cũng làm hồ sơ ở Tân Đại Dương, xong rồi cái bạn đó đậu phỏng vấn giới thiệu cho mình tới đây á. Thời gian rảnh á là mình coi mấy cái phim của Mỹ á, coi mấy cái dạng sitcom như là Friends hay là How I Met Your Mother, những cái dạng phim như vậy á, nó làm cho mình nói tiếng Anh tự nhiên hơn, giống người bản xứ hơn. Cái lý do mà mình chọn Mỹ để du học á là mình tốt nghiệp mà ngành công nghệ sinh của trường đại học khoa học tự nhiên. Xong cái giờ mình xin đi du học bên Mỹ là học bằng thạc sĩ, bằng master á. Thì lúc mà mình đi học bằng master bên Mỹ về, bằng của mình có giá trị hơn ở Việt Nam thì đương nhiên là cũng dễ kiếm việc hơn. Khi mà qua bên Mỹ học á, năm đầu tiên là mình sẽ học tiếng Anh, xong sau đó là xin vô học bằng học master của cái trường mà liên kết với cái trung tâm Anh văn đó luôn. Cái trường mình chọn là State University, The College at Brockport. Cái trường này thì nó có tới 180 năm kinh nghiệm rồi. Với cái nó cũng chuyên về các ngành về khoa học, nó cũng có các chuyên ngành về kinh tế nữa. Cái đánh giá về cái trường này thì cũng tốt. Mình dự định là ở trong ký túc xá của trường luôn, tại vì cái ký túc xá nó nằm trong trường thì rất là thuận lợi cho cái việc đi học nè, cũng như cái việc mà giao tiếp với các bạn khác rồi trao đổi về học tập văn hóa. Làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì mình chị cũng thoải mái. Khi mà bắt đầu làm hồ sơ là chị Thúy là hướng dẫn của mình, là chị sẽ tìm cái trường phù hợp cho mình, sau đó là giúp mình điền mấy cái đơn để xin E20. Sau đó khi mà bắt đầu có E20 á, là mình sẽ học với anh Khôi. Anh Khôi sẽ hướng dẫn mình tìm kiếm những cái thông tin của trường, rồi thông tin về ban này nọ, rồi cái quy trình mà học của mình ở Việt Nam, cũng như giới thiệu sơ sơ là mình sẽ đi phỏng vấn như thế nào để tự tin hơn. Còn chị Thúy cũng giúp em rất là nhiều. Cái ngày mà test cuối cùng với chị Thúy làm cho em cảm thấy rất là an tâm. Với lại cái buổi mà gặp với anh Bảo Anh là giám đốc á, thì anh tạo cho mình cảm giác rất là thoải mái, không có sợ. Hôm nay lúc mình đi phỏng vấn thì mình cũng cảm thấy giống như vậy, thì rất là tự tin. Mình nhìn rồi mình đánh giá được là người này có tự tin hay không, chứ không giống như ngày xưa. Ngày xưa là mình ngồi mình chỉ tập trung vô bài của mình, trời ơi, tập trung học vậy đó. Nếu mà bạn bè hoặc người thân của mình mà có dự định đi du học á, mình nghĩ là sẽ tiếp tục làm hồ sơ ở Tân Đại Dương. Tại em thấy mình thấy tốt nhất đó là cái phần chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình thôi. Còn cái phần chuẩn bị hồ sơ á, nó là cái vật mà mình cầm ở ngoài, còn cái mà chuẩn bị tâm lý mới là cái quan trọng nhất. Mình muốn cảm ơn tất cả các anh chị mà đã giúp mình làm hồ sơ ở Tân Đại Dương.